Hello, xin chào tất cả mọi người trên kênh Mười Chào mọi người, con là Hương Rèo. Rồi sao nữa? Hôm nay có gì nữa? Râu. Kêu kêu Ngân Rèo ra là nó biết tới công chuyện rồi. Bữa nay là mình con Mười ra lệnh cho con à. Một ngày phải kiếm ra một em đưa vô cho cậu. Hả? Trời, kỳ á. Tự nhiên bà ngoại ra lệnh cho con Mười, giờ tìm một con Mười ra lệnh ngược lại con. Cậu ra lệnh mày một ngày. Là kiếm một em cho cậu đem vô cho ngoài coi mắt. Bà ngoại kêu sai sai con Mười đá tiện, giờ con Mười sai ngược lại con. Thôi không giỡn nữa, mày biết nhà chị Thâm không? Em biết. Bây giờ đi qua, đi ra qua rủ chị Thâm, nói cậu Mười rủ chị Thâm ra uống cà phê, ra quán với mấy bà cúng nè. Cậu Mười đợi nha. Rồi tao ra tao đợi sẵn á, mọi người chờ chút nha, để mình vô mình rủ con bé đi uống cà phê nha. Tới công chuyện mình đó bé ơi. A few moments later. Đêm nay tối nay là chính ở Dương Long Hải nè. Dạ. Dạ thôi. Đợi cô nè, nghe nó không tổ chức mà. Có tổ chức bình thường nhưng mà đều vắng lắm. Ở dưới vắng me à, đêm nay là đêm chính nè. Rồi tối anh có cúng không? Nào giờ đâu có đi đâu. Nhà không, tập đèn không à. Quê. Mày. Tới chuyện rồi. Chị tao gặp mày tao ám ảnh nữa, tao không chuyện. Tiền có ám ảnh gì? Đi giết anh, đi với ông giết, bây giờ tôi gặp nó tôi cũng sợ ông. Mà cái gì mà sợ? Có đâu sợ. Gặp nó thấy là có chuyện rồi. Bà chị Hảo vô nhà quét à. Hả? Sao vậy, chỗ vô nhà? Vô. Chưa ra được, đang nói chuyện bà ngoại thấy bà ngoại buồn lắm. Chỉ nhà người ta chi mệt rồi. Bà ngoại nói vô chuyện á. Tự nhiên ai biết mày thờ tới, mày cạn thờ tới rồi sao á. Thời quần què, tự nhiên cái ông dắt vô nhà tôi chi, giờ la thờ tới. Ai ưa mấy bánh bèo đó. Bà ngoại nó bé bất hiếu gì kìa, không chịu lấy vợ. Quần què, tao lấy vợ tao phải lựa chứ, mắc què ai làm mai vô tao cũng chịu hả? Chứ sao? Đúng là bé thời tới con gái vô nhà ông chi cho ông bơm chọn ông hết, chắc nhỏ này tới nhỏ kia làm như tôi cá tôm vậy, ông muốn bán đâu bán à. Làm như tôi cá tôm vậy, ông muốn bán đâu bán à. Mãi mặt con mãi buồn nó chuyện. Tao cũng muốn mày lấy vợ cho xong cho rồi, chứ để bà má mà cứ như là nhằn anh hoài. Bà kêu đi tới đâu bà cũng kêu là hay quá, bộ tôi ấy hả, tôi đẹp trai chứ tôi đâu có xấu đâu mà phải dắt làm mai người này người kia. Ông cứ vậy không bỏ vậy tôi biết bực rồi. Ngồi nói chuyện với mày mệt quá, để tới chạy qua đây chút quá tao quay trở lại. Ê, tính tiền nước quá, đọc tiền cha. Anh đi qua đây cái anh vô lại liền vậy. Mày ngồi nói chuyện với cậu bé. Tôi có bọc tiền nha, ông nội. Cậu bé nó cậu bé nghe nè, cậu bé chịu và chị Thảo đi. Cậu bé phải tào lão mày, tao mới gặp nó một ngày hai ngày chịu quần què vậy. Giờ bây giờ nó cô bé nè, giờ cô bé chịu á là bà ngoại vui nè. Cô bé không có thiếu, bà ngoại không có của bất thiếu nè. Cái thứ nhất là, cái thứ hai là ông cụ Mười ông không có cừ chơi cô bé, ông không có nói cô bé ế chạy ke, ông không có cừ chơi cô bé, ông không có nói cô bé ế chạy ke. Bà ngoại hả, bà ngồi trọng bà ngồi bà khóc với bà chị Hảo. Không tự nhiên khóc với vợ chị không có nói cô bé tới bằng chỗ này rồi, ông chịu lấy vợ cho có cháu ông bồng. Mày ngộ quá, lấy vợ từ từ tao chậu chứ chắc mấy con bánh bẹo vô mà thấy ngứa cái ngứa người cà dẹo, mà dẹo, mà dẹo không thấy hả? Bây giờ cô bé chịu đại đi, cho bà ngoại vui liền à. Bây giờ cô bé phải nghe lời con à, con tính cho cô bé từ A tới Z luôn. Mày cháu tao cháu mày nghe lời bài mày. Thì cô bé nghe lời con tính đường cho cô bé là bà ngoại hết nó, cô bé bất hiếu. Con tính là được hết á. Cậu mấy vụ này ha, cậu bé sao qua mặt được con được, con là chùm ba cái vụ luôn. Nhỏ ăn
học chưa nữa chứ chùm giả mặt vô chùm hiểu biết hiện chậm thôi. Mày hiểu biết được gì? Mày hiểu biết được tao ra đường đời nhiều mày nè. Cô bé ra đường đời mà cô bé có kiếm được cô nào về đâu? Cô về thì tao quen cái đống, tao chưa muốn chọn thôi. Ồ, quen cái đống có ai đâu quen cái đống. Cô bé nói mấy đó với ông còn mừng thôi, đừng có nói với con. Mời gì? Mắc mới còn mượn với mày gì là sao? Là cô bé nói vụ đó là ông còn mượn tin mà con không có tin đâu. Trời ơi, con biết cậu bé hết luôn. Què tao, không lẽ tao mỗi lần tao đi chơi với ai, tao phải với tao báo mà mày biết hả? Trời ơi, con hả? Búng tay cái gái theo quá trời, còn cô bé hả? Không có một mảnh tình gái không? Dài. Gái không? Ăn chưa rồi trốn mà gái mày. Bây giờ hả? Có một bé nào? Giờ cô bé ưng thì hảo đi. Còn bà ngoại vui mừng cho cô bé nè. Rồi không có cô bé bất hiếu nè. Rồi ông cô Mừ nữa. Ông cô Mừ ông không có chơi cô bé ới chạy ke rồi. Không. Sao được ông mày tính sao? Thì cô bé cứ ưng mà chị Thảo ơi là được hết á. Trời ơi. Ưng vô chị vậy sao tao chịu nổi. Thì cô bé ghét chịu rộng mạnh lên. Được không mày? Được. Rồi. Rồi sao chứ, rồi lỡ mày chỉ thôi vậy, cái ông Hùng biết sao? Rồi sao không biết được, bây giờ nói cô bé nè, cô bé chỉ làm, chỉ cần ưng xong rồi theo ý con thôi, là con tính hết. Vậy là cái vụ này là mày suy nghĩ ra hay sao? Dạ con suy nghĩ ra. Rồi vậy, có gì mà ông Hùng hỏi là mày nói tự tao chịu nha. Hơn lắm đó, bây giờ là cô bé có tình yêu chính thức luôn. Mày không có khai á? Nói hết với tao luôn, nói thiên hạ hết luôn. Nhưng mà mày đừng có nói là cái này là cái mày chỉ cho tao. À, con không có nói cái đó thôi. Làm mày nói tao tự chịu á. Giờ cô bé ơi, chịu không ông? Vô ông kêu chị Thảo ra nha. Đi ra luôn hả? Đi ra luôn, giờ đang... Bữa nào được không? Không, đang nói chuyện trong một ai khóc trong giờ nói cho mọi vui. Bữa nào cũng được hả? Thôi, giờ vô nói nha, đợi xíu á. Nói xíu nha. I'm ready to play now. Put me in the game now. I came here to prove it. I'm ready to do it. I can't be afraid now. I do this for my crowd, so turn me up real loud. My time, my time. None of you people can tell me to stop. Rap. Thảo ơi, à. Chứ muốn đầu cha bỏ tử. Thảo gì đến bé sao? Đừng chạm cho mình nổi. Vô gì vô chuyện, đi vô nhà người ta ăn chi vậy? Dạ, ngồi xích vô. Được rồi, ngồi xích đó đi. Đi vô nhà kiếm anh, nói chuyện với anh nè. Tự nhiên vô kiếm tôi, phải ví dụ như kêu ai liên hệ tôi, mất vô chỗ, nói chuyện má tôi mình nội. Tự nhiên vô nhà tôi, nói chuyện má tôi, bà cái bà khóc sao? Thôi, bạn gái của bé à, bạn gái của bé. Tao bảo đừng đụng, đụng sao mày? Đúng rồi, bạn gái của bé mà. Biết nhà anh rồi, anh vô thẳng nhà kiếm anh nói chuyện với má luôn chứ. Nãy ngồi uống một hơi với ông Hùng đây, sao không liên hệ ông Hùng đi ra đây chứ vô nhà tôi chi vậy? Thôi em biết nhà rồi, em chạy vô em kiếm anh luôn cho lẹ chứ gọi qua anh Hùng, người đợi anh Hùng nữa. Nãy giờ nói chuyện má tôi sao vậy? Nè, em nói anh nghe nè. Thôi đừng đụng chạm, mở ra. Thôi bây giờ, thôi anh bé ngồi đi. Xích vô làm gì kỳ cục qua. Mà nãy giờ em nói chuyện với má, má chồng má là má ưng em lắm rồi đó mà. Anh nói mà anh không chịu, thôi giờ anh chịu em đại đi chứ má ba buồn. Đã không có chồng lắm. Tự nhiên đâu hổ thẹn vô nói với má tôi chờ trời. Chứ bây giờ nói anh mà anh không chịu, giờ em vô em nói chuyện với má. Má là má ưng em lắm rồi đó, má chịu rồi đó. Mà giờ anh không chịu thôi anh chịu đi chứ để má buồn, má không có chồng. Thằng Hưng nó vô nó nói với em là nó nói chuyện với anh ở ngoài đây là anh cũng chịu rồi đó, cho nên em mới chạy ra đây nói chuyện với anh đó. Trời, nó nói chịu mà gì phải nghe lời tôi nói sao làm vậy nha. Rồi giờ anh chịu là được rồi, chủ yếu là em muốn lụm anh thôi. Mày nói làm sao? Tôi nói sao làm vậy nha. Rồi giờ anh chịu là được rồi, chủ yếu là em muốn lụm anh thôi chứ giờ anh ra điều kiện gì mà. Tôi rác hay gì lụm tôi bành nổi? Không, giờ anh chịu là được rồi. Đấy, là bây giờ trước tiên tôi dặn trước đều nè, đừng có đụng chạm từ từ đâu. Yêu nhau không cho đụng chạm. Quá chuyện kỳ quá. Giờ ví dụ như là đó giờ tôi chịu bà đi. Rồi
ví dụ mà vô nhà tôi á thì nói là tôi chịu quà, còn đi ra đường á là bà đi xích xa tôi ra được không? Rồi chịu luôn. Để sao được, lát mình gái rồi đi xích xa nữa, phải đi xét kìa nào mới được. Đi xét gì? Nói mà nghe tôi đẹp trai thiệt, nhưng mà tôi không có dễ dãi mấy vụ này, ra đường ta cười kê chơi kỳ lắm. Quế đi mà đường gì đó, thấy người chết luôn. Thì lúc nào có người thì đứng gần gần thôi, nhưng mà đừng có chạm tay gì, tôi nổi gà lắm, không có chịu đâu. Vậy chứ luôn. Chứ biết bao nhiêu thằng đẹp trai nó thích em quá trời luôn, mẹ đâu chịu đâu, em thích anh thôi. Bà cũng ngộ lắm, thích bà, cái bà chịu mắc mới gì, tối ngày bà đeo bám tôi hoài vậy. Nhưng mà cái anh là cái gu của em chịu anh chứ sao chịu anh kia được. Thì ngộ chứ ghê quá. Bà cũng ngộ lắm, thích bà, cái bà chịu mắc mới gì, tối ngày bà đeo bám tôi hoài vậy. Nhưng mà cái anh là cái gu của em phải chịu anh chứ sao chịu anh kia được. Thì ngộ chứ ghê quá. Ủa nè bộ con bé nào của mày? Ơi, bây giờ mày. Trời ơi bé, mày có bộ thế đó mày. Ờ, mừng rồi hả? Trời ơi. Chắc mày mừng lắm á. Tự nhiên người ta có bộ gì đó, tôi giới thiệu mắc mối gì đó. Bà vô bà nói vậy vậy, người ta thấy mày có bộ đâu. Này thôi nó má mày lấy bộ á. Nói tào lao chuyện mày, ta chưa có công bố gì mày mắc gì, cái mày giới thiệu với ta à? Điện mới giới thiệu, điện mới gọi yêu cái tự nhiên không cho giới thiệu. Làm thấy đâu quê mày? Điện có đâu quê. Mày mút, xuống quá không? Cậu bé không sợ, không chạy nữa không? Từ từ, mày mút, mình dí ông tiếp. Ôi, chú vậy cũng được. Thái không chịu, chị Thảo đó. Chịu vận rồi. Để bữa sau mình dí ông tiếp từ từ chứ anh ngại mất cỡ. Về nhà đi, bữa sau mình ra mình nói chuyện tiếp. Dạ, con mới đi uống nước với con bé về. Ủa, tụi bé đâu con ơi? Biết đâu, quỷ mày, tự nhiên tao kêu mày. Sao tao kêu mày kêu con Thắm, mày ra mày kêu con Thảo nữa. Nãy qua nhà con Thắm, con thấy con Thắm nên kêu con Thảo. Làm mày chửi, làm nó dành chửi không quá trời. Kêu con Thắm ra ngồi nói chuyện chơi, Thắm nó hiền hơn. Hay là Nguyễn Hương kêu con Thảo. Thì tao không có nhà chứ bộ. Làm nó dữ. Bây giờ kêu chị Thắm hả? Nó hả? Và bữa hới nào con mà cũng kêu chị Thắm qua cho một bé hả? Chứ nó dễ gì? Thì tao kêu mày đi kêu con Thắm, mày không kêu, mày kêu con Thảo. Thì tại nãy không có nhà thôi, nhưng mà nó mốt vài bữa sau con hới nào con cá luôn rồi, con mà cũng kêu Thắm qua cho. Đó là tại bà ngoại mày ra lệnh. Tại bà ngoại mày ra lệnh mỗi ngày phải đem về một em. Trời ơi, cái nhiệm vụ nó khó khăn đó mọi người ơi. Mọi người comment với nhiều nha, để mình phải suy nghĩ ra phải em Thắm, em Thảo, em Lan, em Hồng, em Huệ gì đó. Hết mỗi người một em nha, cho đưa về cho mẫu hậu tiễn. Ok, bye bye mọi người nha. Bữa nay bị phản kèo, mình ra lệnh cho Hưng nó kêu em Thắm, mà lại thằng Hưng một lần nữa nó kêu em Thảo. Thôi mọi người chờ mai mốt nha, chờ mai mốt mình kêu em Thắm cho đây. Ngày mai đi. Bye bye, xin hẹn gặp lại. Bye.